Hôm nay công ty VNE xin giới thiệu với bà con một sản phẩm máy cắt cỏ của hãng điện máy Liposan X2000 sản xuất với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng chỉ vỏn vẹn 1,8 kg, giúp bà con dễ sử dụng ở nhiều địa hình và môi trường khác nhau. Góc quay động cơ linh hoạt lên tới 270 độ giúp bà con có thể làm việc ở nhiều địa hình khác nhau. Sản phẩm không cần ổ cắm, giảm tiếng ồn, công nghệ sạc nhanh, động cơ mạnh mẽ làm bằng đồng nguyên chất với công suất lên đến 1800W, dễ dàng giúp bà con có thể cắt sạch cỏ trong vườn, ruộng, nương, rẫy với dung lượng pin lên đến 15.000 mAh. Máy cắt cỏ Liposan X2000 có thể hoạt động liên tục đến 5 giờ đồng hồ giúp bà con hoàn thành nhiều công việc, có hệ thống chốt khóa tự động đảm bảo an toàn khi sử dụng, cơ chế co bóp nhả giúp bà con an toàn khi sử dụng hơn động cơ xăng, ưu điểm chi phí bảo dưỡng thấp hơn động cơ xăng, nhỏ gọn linh hoạt. Một bộ sản phẩm bao gồm một máy cắt cỏ, một cục pin, một củ sạc, tặng kèm một bộ dao 8 lưỡi trị giá 400.000 đồng bao gồm một lưỡi tròn răng cưa, 2 lưỡi dạng dao, 5 lưỡi dạng cắt cỏ non. Hiện tại sản phẩm bên em đang được phân phối rộng rãi trên toàn quốc và ưu đãi chào mùa hè vô cùng hấp dẫn, miễn phí vận chuyển toàn quốc, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Bà con mong muốn sở hữu sản phẩm vui lòng ấn nút mua ngay hoặc để lại số điện thoại bình luận dưới video này, bên em sẽ hỗ trợ gọi điện đặt hàng tư vấn cho mình. Chúc bà con tìm được những sản phẩm ưng ý.